1 tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Phúc phạm tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Áp dụng điểm A khoảng 3 điều 341, điểm B điểm F khoảng 1 điều 51 của luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 4 năm 6 tháng tù. Áp dụng điểm C khoảng 2 điều 174, điểm B điểm F khoảng 1 điều 51 của luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 3 năm 6 tháng tù. Áp dụng điều 55 của luật hình sự năm 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2017. Tổng hợp hình phạt hai tội trên buộc bị cáo Nguyễn Minh Phúc